cho nó ăn giữa cầu đi, chứ mà cho nó một bên nó bắt công nó đó, thấy chưa? Ô nó bà rinh bà liền đi, tôi đâu có đem mấy cái quay quay phim theo đâu. Đó. Đó, bà liền bên đây nè, bà liền phía bên đây đi, tôi liền phía bên kia cho nó dậy đi, cho nó giữa cầu cho nó đừng có dơ quá, thật là bên trong nó đi. Đó. Thấy không? Vài tới đó. Đó. Nó cho hai đảng đi. Nó còn chia rẽ cho tới ngày bầu tổng thống xong à. Còn một còn bầu tổng thống xong mới hết tới đoàn kết ha tụi con. Rồi coi bảo coi với con kia nó xẻ cánh nó dễ thương không? Đó. Thì đúng sao? Đó. Nó cho nó ăn cái này đi. Nghe lên. Ăn đi không ăn. Bên đây nè, bên đây nó bò chạy tới nè, mà cho bên đây nữa nè. Đó. Ủa nào thì mấy con vịt kia đứng nó đưa cánh nó ngộ vậy ta? Đó kìa, thấy không? Cái đó không phải vịt. Con đó con gì? Con hải âu. Ủa vậy hả? Dạ. Không phải vịt đâu thầy. Ờ, nó chưa biết cách ăn ha. Đó, hẹn cho nó đưa cánh nữa, gì hả? Nó hải âu hả? Hải âu. Hải âu, lại đây ăn hải âu. Thì kể bởi vậy vậy cho nó mềm nó ăn. Chứ nó khôn nó đòi ăn cái mềm tiền mà đâu mình mua đó. Mình xin vậy cho nó ăn là mừng lấy mồ, nó còn kén nữa. Cái đó bánh mì mà mì mì xem biết tôi xem quýt á. Mai mốt này mùa đông rồi tôi cho tôi ăn ve mì cứng cống nữa kìa, chứ mì cà chớn nha mày. Mà cà chớn ha mấy con vịt gì. Đó, mai mốt cho tụi con mì. Bánh mì cứng cống nữa kìa. À, cho nó nguyên ổ luôn đi cho nó chiều nay đi lạnh nó khác rồi, ngồi sắt như họ tò sắt riết rồi đó, nó mấy bao rồi đó, mấy bao bự luôn á. Con hen thì con có phước không? Hai đảng hen, đảng bên đây ăn bên đây hen. Ừ. Ừ.
người cho nguyên ẩu nè, đó cắn đi, đó nguyên ẩu. Thì cãi nó cho nó, cho nó buồn miệng đó, nó rỉa từ từ. Kể nó chứ nó cứng cống mà cho nó mềm ra, hồi nó mềm ra ha. Thấy không? Nó rỉa thấy thương không? Nó đẩy như đẩy trái banh vậy đó. Đó, tụi ăn cho đã đi. Chết cha đổ. Để mà dưới nó bị móc đó, bà thấy không? Sắc phơi không kịp luôn rồi. Chiều nay tới thứ bảy nữa rồi. Hello. Không có đem cái cây quay phim cho nên cái tay quay nó cầm cái tay mà mơ quên cái nó buông xuống. Bây giờ làm như tới cái tuổi rồi cụ, nó muốn buông nó buông hàng, nên không có dám mà. Nó cả chết quá. Thôi đi về sách. Bởi nó mới để thùng rác cho mình để đó. Phải làm cho trời chuyển mưa nữa kìa phải không? Ngày mai thì mới có mưa mà sao bữa nay không chuyển ta. Lá vàng ơi, lá vàng. Chào tụi con nghe. Ừ. Mua gì vậy cô? Hả? Giống cô Yến quá. Giống Yến. Yến cái ai? Tụi nay xóm. Ở xóm này đẹp tên đẹp không hà. Yến Quanh. Tiến Quanh Đoàn Thiện tên đẹp không à. Ở xứ này tên đẹp và người cũng đẹp à. Chỉ có cái là có gì không đẹp cô biết không? Để đi về. Ủa cô mua chơi đó cũng... Mua gì nữa? Cô muốn trời bên... bánh mì là nhiều lắm. Ở đây tên ai cũng đẹp hết trơn ha. Dạ. Yến Quanh lại Toàn Thiện. Nhưng mà tên thì đẹp mà có cái đặc biệt có cái gì không? Sao người nào cũng chiều cao khiêm tốn hết trơn.
mở cửa cụ. Tên thì đẹp và người chiều cao thì lại khiêm tốn. Thiệt chứ, nhìn kỹ đây cái làm như cái vùng này ở là chiều cao khiêm tốn không á cậu ha. Tính đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, nó cứ cỡ thường thước hai không à, thước 3 không à. Chiều cao khiêm tốn. Bà đã có đứng thẻ cho bà nữa. Đứng thẻ xem lớp á. Mỗi năm bà trả hơn 40, 50. Chiều cao khiêm tốn. Đứng cho bà mấy chục năm rồi. Đồ ăn bà ăn không hết đó, bà đem lại cho. Nói giờ xuống nhà bắt trước, ai bắt trước tôi cho, nếu mà những miếng vịt nó no ăn đâu hơn nữa. Chứ mấy năm rồi được ai cho ở đâu, giờ mình cho cái. Cắn biển nó trơn, cắn xong còn cắn nó trơn nó thể thế. Nó giờ bây giờ cho đang vậy, bây giờ nó làm nơ, nó đòi ăn nó mềm mềm hà mà chơi vậy đó thấy không. Đó trên. Nó mà chờ tôi cho tôi quay bản cái cho bà lên mạng cho bà vui. Trời ơi, phút đi. Cho ăn đi, cho ăn đi. Nó bây giờ nó chán rồi. Tại mấy cô cho bánh mì mềm cái đó chứ tôi cho mì cứng đó nè. Bởi vậy nhưng mà giờ mì mềm tôi hỏi cô một túi vàng đồng mấy à, mà một lần cho ăn 5 túi đâu có đủ. Thì một đào nhưng mà nó đó, nó thấy không, nó mềm mềm nó chạy lên nè. Trời ơi, cũng mánh nữa. Nó ngon như thế. Thôi dạ, chiều nay tôi đi lãnh về, tôi sắt tôi phơi 4-5 bao rồi đó. Dạ. Phơi nó hết nổi chứ giờ tao không lấy, mình lấy. Mới nhưng mà thải nước nó mềm hồi nó buồn nó ăn. Rồi đi ông ra ông điện kìa. Đi. Con đang đâm bố. Ông ra ông điện. Ai hài. Ở đâu bà có đĩa hát nhạc vậy? Dạ nhiều lắm thầy, cả đống luôn á. Việt Nam á. Nhiều lắm mà con không có chơi. Đi Căn Cú nè, đi Trăng Châu nè. Mà tắt dùm, cái đó mà nó vô trong đời cái nó bị đánh bản quyền. Mấy đứa nhỏ nó bỏ, nó gọi, cái nhạc nó sẵn nó đánh bản quyền. Cũng vui. Cái chơi mấy cái mạng nó cũng đấu nhau vậy đó. Hả mà chơi lấy nhạc của nó đó, cái nó nghe cái đó đánh bản quyền. Ủa bữa nay là cái ngày tối nay là ngày xin kẹo rồi phải không? Con không biết nữa. Thứ 7 nè, tối nay xin kẹo nè. Thôi tối nay đóng cửa sớm thôi, nay tôi ở trong nhà. Thế thôi nó nít lên là nó gõ cửa nó xin kẹo. Ngày mai trời mưa, để ngày mai trời mưa. Dạ. Yeah. Nhà nào cô? Ngộ ha, làm như á mình nói ra nó giống như có trời đất sắp đặt á. Hả, cái xóm nào mà lùng cái toàn là lùng, cái tiểu bang nào mà người lùng ở là lùng không à nghe. Mà cái khu vực nào mà nhiều chuyện là toàn là từ trên tới dưới nhiều chuyện hết nha. Cái khu vực nào mà ăn tục nó khoét thì toàn là ăn tục nó khoét nha. Họ công nhận làm như đất trời sắp xếp rồi nó gom lại ở chỗ đó. Thành ra ở phải dòm cái địa cái khu vực đó.
khu vực mà mấy cái ông mà ngồi ăn nói trên trời, nói bao qua, nói chích chòe, nói láo, nói khoét á, là để từ đầu sớm tới cuối sớm là vậy không à? Thấy Mỹ cũng vậy nữa thầy. Mấy con trai già đó ngồi còn... đó mà dòm mấy con mẹ mà đi ngang đứt bự đứt nhỏ nói sùm á. Còn chỗ nào mà mấy người mấy bà mà nhiều chuyện hả, là nguyên cái xóm toàn từ trên chứ. Nó có cái bộ phim gì mà tôi thấy mới thấy mà nó chiếu mới có hai tập hay lắm mà gọi là sớm gì đó. Sớm gì mà có nó là mình hay ông nào mà thương nhau lắm cũng nó mới có hai tập mà để coi. Có ai đóng Thu Trang hai vợ chồng nó đóng hay vai mạnh gì đó mắc cười mà một tập nó có hai mấy phút à mà tình cờ sao tôi nó thải vô cái điện thoại tôi bấm tôi coi mà coi nó mắc cười hết sức. Cái cô Thu Trang có đóng cái vai mà cổ đi chuyên môn đi chôm đồ á cái đồ gì mà cô thấy cô lấy lấy chụp hình cô chụp ra rồi là một tiếng hồ sau là vô tay cổ à cái cổ dài đóng cái dài đó, đó. Cái người mà gọi là có cái gì đó, có cái nham gì đó ăn cắp với là hay lắm nha cụ. Là trước sau gì cũng vô tay người đó hả? À. Không, tôi đâu có coi TV đâu, chỉ tình cờ trong điện thoại nè, thấy cái vụ mà phim hài, phim gì đó. Cười vui. Ủa rồi ông đi đâu rồi? Ông tới rồi ông đi rồi. Vô nhà rồi. Không có, ông ở xe đậu. Ông đi rồi cho ông chở bà cụ đi. Để tôi cần đi gửi cái thùng đồ cho Phật tử ở Arizona. Mà bây giờ cái bưu điện nó không có gửi, phải có tôi đem được rồi. Bưu điện này nay nó không có làm việc. Phải đi bưu điện ghi lớn. Dạ. Nhưng mà nó không có làm việc bưu điện này. Để tao tắt rồi gọi ông coi.